Bệnh nhân nữ, 49 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đến khám trong tình trạng vùng bụng, hông, đùi xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mủ. Bệnh nhân cho biết trước đó 2 tháng có xem quảng cáo trên Facebook và đến cơ sở thẩm mỹ ở quận 10 để tiêm tan mỡ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe sau khi tiêm tan mỡ. Đối với bệnh nhân này thì đầu tiên bệnh nhân phải làm trước một cái mũ xét nghiệm tìm nguyên nhân. Bệnh nhân sau 2 tuần điều trị bằng kháng sinh và kháng viêm theo phác đồ thì đáp ứng khá là tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi kéo dài bởi vì sau tình trạng tai biến tiêm tan mỡ thì việc điều trị sẹo xấu là cũng vô cùng khó khăn. Cũng theo bác sĩ Giang, hiện nay Bộ Y tế không cấp phép sử dụng thuốc tiêm tan mỡ. Vì vậy, tất cả các loại thuốc mà cơ sở thẩm mỹ tiêm cho khách hàng đều là hàng trôi nổi, không an toàn. Ngoài ra, cơ sở spa có thể pha thêm các thành phần khác gây quại tử da hay thần kinh, cơ, gây ra các biến chứng nghiêm trọng. Hiện nay, một số nước như Hoa Kỳ cho duyệt phương pháp tiêm tan mỡ thì họ cũng nhấn mạnh rằng kỹ thuật tiêm cũng vô cùng quan trọng. Trong tất cả các vị trí thì độ sâu của kim phải được giữ hạn định bởi vì chỉ một sự thay đổi nhỏ cũng có thể làm tổn thương các cấu trúc quan trọng. Các chuyên gia nhấn mạnh, tiêm tan mỡ có thể gây ra các tác dụng phụ như đau, sưng phù kéo dài đến 48 giờ sau tiêm, hình thành khối máu tụ, một số tác dụng phụ nghiêm trọng như viêm mô tế bào, loét hoại tử. Do đó, để giảm mỡ an toàn và hiệu quả, bệnh nhân nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ tư vấn. Việc tiêm tan mỡ tại spa tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là để lại sẹo xấu vĩnh viễn nếu tai biến xảy ra.